Kính chào quý vị khán giả, quý vị đang xem chương trình Thời sự quốc tế được cập nhật liên tục trên kênh YouTube của Báo Người Lao Động. Ngay sau đây sẽ là những thông tin mới nhất. Mời quý vị và các bạn đón xem. Tờ Times of Israel dẫn lời Bộ trưởng Gallant ngày 13 tháng 11 cho biết không lực lượng Hamas nào có thể ngăn cản được lực lượng phòng vệ Israel, IDF. IDF đang tiến công ở mọi nơi. Hamas đã mất kiểm soát Gaza. Các tay súng Hamas đang chạy về phía nam. Dân thường đang kiểm soát các căn cứ của Hamas. Họ không có niềm tin vào chính quyền do Hamas lãnh đạo. Theo ông Gallant, quân đội Israel đang tiến công theo đúng kế hoạch và thực hiện các nhiệm vụ một cách chính xác, quyết liệt. Tuy nhiên, lực lượng phòng vệ Israel không tìm thấy bất kỳ con tin nào ngoài các dấu vết mờ nhạt đã làm dấy lên những lo ngại về tính mạng của các con tin. Bất kể ngày 13 tháng 11, cánh vũ trang của Hamas cho biết họ sẵn sàng thả 70 phụ nữ và trẻ em bị giam giữ ở dải Gaza để đổi lấy lệnh ngừng bắn kéo dài 5 ngày. Trong một đoạn ghi âm được công bố trên ứng dụng Telegram, ông Abu Ubaida, người phát ngôn của lữ đoàn Al-Qassam, cánh vũ trang Hamas, nói: "Kẻ thù yêu cầu thả 100 phụ nữ và trẻ em trong số những người bị giam giữ ở Gaza. Nhưng chúng tôi đã nói với bên ngoài giải rằng, trong một thỏa thuận ngừng bắn kéo dài 5 ngày, chúng tôi có thể thả 50 người và con số này có thể lên tới 70, do khó khăn là những người đó đang bị giữ bởi các nhóm khác nhau." Ông cho biết thêm rằng, bên hòa giải Qatar thuyết phục Hamas thả một số con tin phụ nữ và trẻ em để đổi lấy việc Israel trả tự do cho 200 trẻ em và 75 phụ nữ Palestine mà Israel bắt giữ. Về thỏa thuận ngừng bắn, ông Abu Ubaida nhấn mạnh, thỏa thuận nên bao gồm một lệnh ngừng bắn hoàn toàn và cho phép viện trợ cũng như cứu trợ nhân đạo ở khắp mọi nơi tại dải Gaza. Cũng trong ngày 13 tháng 11, quân đội Israel chia sẻ video và hình ảnh ghi lại thứ mà họ cho là vũ khí được Hamas cất giữ dưới tầng hầm của một bệnh viện nhi ở dải Gaza. Phía Israel cũng cho biết các con tin dường như từng bị giam giữ tại đó. Người phát ngôn IDF, chuẩn đô đốc Daniel Hagari cho biết quân đội tìm thấy một trung tâm chỉ huy với kho vũ khí bao gồm lựu đạn, áo khoác tự sát và nhiều chất nổ do Hamas cất giữ ở tầng hầm của bệnh viện Rantisi, bệnh viện chuyên điều trị bệnh nhi ung thư. Khung cảnh trong đoạn video dường như là khu sinh hoạt đơn giản, bao gồm một căn bếp nhỏ cũng như đường hầm gần đó mà Daniel Hagari cho rằng dẫn đến nơi ở của một chỉ huy hải quân cấp cao của Hamas. Ông Daniel Hagari nói trong cuộc họp báo trên truyền hình: "Chúng tôi cũng tìm thấy những dấu hiệu cho thấy Hamas đã bắt giữ con tin ở đây. Chúng tôi đang xác minh việc này, thế nhưng chúng tôi cũng có thông tin tình báo xác minh điều đó. Quân đội tìm thấy một chiếc mô tô có vết đạn, dường như được sử dụng để đưa con tin đến Gaza sau cuộc tấn công bất ngờ vào ngày 7 tháng 10. Bên cạnh đó, đề cập đến chuyện Bộ trưởng Ngoại giao Israel Eli Cohen trước đó nói rằng áp lực quốc tế có thể buộc Israel phải thay đổi hành động của mình ở Gaza, Bộ trưởng Quốc phòng Israel nhấn mạnh: "Chúng tôi có mục tiêu, chúng tôi sẽ đạt được mục tiêu của mình." Ông Gallant nói thêm rằng IDF đã tăng cường hoạt động xóa sổ ma trận đường hầm của Hamas trong những ngày gần đây để giải thoát 239 con tin bị giữ ở đó, khi hy vọng về một thỏa thuận với Hamas ngày càng mờ nhạt. Kể từ ngày 27 tháng 10, IDF tiến hành một chiến dịch trên bộ ở phía bắc dải Gaza nhằm tiêu diệt Hamas và giải cứu con tin. Giữa lúc này xuất hiện thông tin Israel dường như đã chiếm được tòa nhà cơ quan lập pháp của Hamas ở thành phố Gaza. Tờ Daily Mail ngày 13 tháng 11 đưa tin này kèm theo một bức ảnh cho thấy quân đội với súng và cờ Israel bên trong một căn phòng tại đây. IDF nói với Daily Mail rằng tính xác thực của bức ảnh vẫn chưa được xác định. Thế nhưng, một người phát ngôn lại nói: "Chúng tôi không có lý do gì để nghĩ rằng bức ảnh không thật." Theo ông Gus Hornbaskin, một nhà đàm phán của Israel, những nỗ lực đàm phán giải phóng các con tin bị bắt giữ vào ngày 7 tháng 10 đang tiến đến thời điểm quan trọng. Ông nói với The Times: "Trong vài ngày hoặc thậm chí vài giờ tới đây, nếu không có thỏa thuận thả con tin, các hoạt động quân sự nhằm vào những nơi con tin có thể bị giam giữ sẽ bắt đầu." Kể từ ngày 5 tháng 11, đã có thêm 200.000 người sơ tán khỏi Bắc Gaza, cơ quan điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên Hiệp Quốc OCHA cho biết hôm 14 tháng 11. Cơ quan này nói thêm, hiện chỉ còn một bệnh viện ở Bắc Gaza có khả năng tiếp nhận bệnh nhân. Tất cả những nơi còn lại không còn khả năng hoạt động và chủ yếu được sử dụng làm nơi trú ẩn bom đạn. Israel đã kêu gọi dân thường sơ tán khỏi thành phố Gaza và các khu vực lân cận ở phía Bắc. Tuy nhiên, theo AP, phía nam của Gaza cũng không an toàn hơn là mấy, khi Israel thường xuyên thực hiện các cuộc không kích từ Bắc xuống Nam, đánh vào những mục tiêu mà nước này cho là liên quan đến Hamas. Reuters dẫn lời các nhân viên y tế cho biết, các cuộc không kích của Israel cộng với việc thiếu nhiên liệu và thuốc men
có thể khiến nhiều trẻ sơ sinh và những người khác thiệt mạng. Các bệnh viện ở phía bắc dải Gaza đang bị lực lượng Israel phong tỏa và gần như không thể chăm sóc cho những người bên trong. Israel tuyên bố họ đang tập trung săn lùng các thành viên Hamas trong khu vực, đồng thời khuyến cáo các bệnh viện sơ tán. Bệnh viện lớn nhất và lớn thứ hai ở dải Gaza, Al-Shifa và Al-Quds, đã tạm ngừng hoạt động. Hiện một nửa số bệnh viện ở dải Gaza đã đóng cửa. Ông Ahmed Al-Kalout đang sơ tán về phía nam cho Reuters biết. Con trai tôi bị thương nhưng tôi không thể đưa nó đến bệnh viện nào để khâu vết thương. Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus cho hay, WHO đã tìm cách nối lại liên lạc với các chuyên gia y tế tại Al-Shifa và nói thêm tình hình rất nghiêm trọng và nguy hiểm. Số bệnh nhân tử vong đã tăng lên đáng kể, bệnh viện không còn hoạt động như một bệnh viện nữa, ông Ghebreyesus viết trên mạng xã hội X. Theo phía Israel, ảo Hamas đặt các trung tâm chỉ huy bên dưới và gần các bệnh viện, trong khi họ cần phải đến đó để giải thoát khoảng 200 con tin bị bắt giữ hơn một tháng trước. Hamas phủ nhận việc sử dụng bệnh viện theo cách này. Quân đội Israel nói họ đã đề nghị sơ tán trẻ sơ sinh và để 300 lít nhiên liệu trước lối vào của bệnh viện Al-Shifa vào tối ngày 11 tháng 11, nhưng đều bị Hamas ngăn chặn. Bệnh viện Al-Shifa hiện không hoạt động, không ai được phép ra vào. Bác sĩ Mohammed Khwandin tại bệnh viện Nasser ở Khan Yoris, phía nam dải Gaza nói. Tổ chức Trăng Lưỡi Liềm Đỏ Palestine cho biết bệnh viện Al-Quds cũng không hoạt động và các nhân viên y tế đang gặp khó khăn trong việc chăm sóc cho những bệnh nhân tại đây với rất ít thuốc men, thực phẩm và nước uống. Hezbollah sẽ chỉ can dự sâu rộng hơn vào xung đột Israel-Hamas nếu Hamas bị loại bỏ hoàn toàn ở Gaza. Người phát ngôn của Hamas, ông Ahmed Abdul cho biết hôm 13 tháng 11. Theo ông Abdul, Hezbollah chưa sẵn sàng tham gia trực tiếp vào xung đột Israel-Hamas nhưng sẽ leo thang các chiến dịch chống lại Israel trong trường hợp Hamas bị đánh bại hoàn toàn. Đối với Hezbollah, thời điểm phong trào ở Gaza bị dập tắt hoàn toàn chính là thời điểm làn xanh đỏ đã bị vượt qua. Ông Hadi cho biết theo đài NBC News. Mặc dù quân đội Israel giao tranh với Hezbollah dọc biên giới Israel-Lebanon nhiều lần trong những tuần gần đây, chỉ huy cấp cao Naim Qassem của Hezbollah nhấn mạnh các cuộc đụng độ này chỉ đơn thuần là nhằm giảm áp lực cho Gaza. Các quan chức cấp cao khác của Hezbollah từ chối tiết lộ làn danh đỏ của nhóm, chỉ nói rằng phản ứng của họ sẽ phụ thuộc vào hành động của Israel. Thủ lĩnh Hezbollah Sayyed Hassan Nasrallah tuần trước thông báo nhóm này đang đẩy mạnh hoạt động trên mặt trận chống Israel với sự gia tăng về quy mô lẫn số lượng chiến dịch, mục tiêu là vũ khí sử dụng. Quân đội Israel từng cảnh báo Hezbollah về sai lầm nghiêm trọng nếu nhóm này tăng cường tấn công vào lực lượng Israel. Quân đội Israel tuyên bố đã tiêu diệt gần 80 tay súng Hezbollah trong các cuộc đụng độ gần đây. Trong khi đó, tờ Times of Israel dẫn lời Bộ trưởng Gallant ngày 13 tháng 11 cho biết, không lực lượng Hamas nào có thể ngăn cản được lực lượng phòng vệ Israel, IDF. IDF đang tiến công ở mọi nơi, Hamas đã mất kiểm soát Gaza, các tay súng Hamas đang chạy về phía nam, dân thường đang kiểm soát các căn cứ của Hamas, họ không có niềm tin vào chính quyền do Hamas lãnh đạo. Theo ông Gallant, quân đội Israel đang tiến công theo đúng kế hoạch và thực hiện các nhiệm vụ một cách chính xác, quyết liệt. Đề cập đến chuyện Bộ trưởng Ngoại giao Israel Eli Cohen trước đó nói rằng các áp lực quốc tế có thể buộc Israel phải thay đổi hành động của mình ở Gaza, Bộ trưởng Quốc phòng Israel nhấn mạnh, chúng tôi có mục tiêu, chúng tôi sẽ đạt được mục tiêu của mình. Ông Gallant nói thêm rằng IDF đã tăng cường hoạt động xóa sổ ma trận đường hầm của Hamas trong những ngày gần đây để giải thoát 239 con tin bị giữ ở đó khi hy vọng về một thỏa thuận với Hamas ngày càng mờ nhạt. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình Thời sự quốc tế của chúng tôi trong ngày hôm nay. Chúng tôi sẽ cập nhật liên tục những thông tin quốc tế mới nhất để phục vụ quý vị. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!